Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam từng bước chuẩn bị cho hộ chiếu vaccine. Lợi ích kép từ mô hình canh tác nhà lưới ở Lâm Đồng. Bắc Giang thu giữ hàng triệu tấm pin mặt trời. Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip. Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả và đảm bảo an toàn cao nhất khi tiêm vaccine AstraZeneca. Đây là nhấn mạnh của Bộ Y tế tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra mới đây. Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh việc quản lý đi lại, khai báo y tế của người dân, vận chuyển hàng hóa tại một số điểm có dịch chưa thống nhất dẫn đến tình trạng ách tắc cục bộ. Vì vậy, cần phải có hệ thống quản lý thống nhất thông qua giải pháp công nghệ vừa để kiểm soát dịch bệnh, vừa không ngăn sông cấm chợ. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã có bước chuẩn bị ban đầu để sẵn sàng cho vấn đề hộ chiếu vaccine trong tương lai. Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng lớn sẽ tăng cường và cố gắng hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, từ đó có chính sách phù hợp trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ mục tiêu kép và vẫn đảm bảo an toàn chống dịch. Các chuyên gia đề nghị Bộ Y tế phải chỉ đạo khẩn trương rà soát lại các đơn vị làm xét nghiệm và có báo cáo về các trường hợp xét nghiệm âm tính nhưng khi ra nước ngoài là dương tính như trường hợp ở Nhật Bản và Úc. Từ ngày 11 tháng 3, nhiều người dân đang sinh sống tại Hà Nội đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tất cả đều được làm theo phương pháp test nhanh để phát hiện kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 nhằm mục đích phát hiện sớm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là các trường hợp không rõ nguồn gốc tại các khu vực nguy cơ để kịp thời phát hiện ca bệnh. Đối tượng cụ thể là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp, người dân đang sinh sống tại các khu vực có nhiều người nước ngoài cư trú, người thường xuyên làm việc tại các bến xe trọng điểm, người thường xuyên làm việc tiếp xúc với khách hàng tại các quán ăn, nhà hàng có khách nước ngoài. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Hà Nội được thực hiện trong hai đợt, đợt 1 tại quận Nam Từ Liêm, khu vực dân cư và huyện Hoài Đức, khu công nghiệp An Khánh vào ngày 11 và 12 tháng 3. Đợt 2 từ ngày 15 và ngày 19 tháng 3 tại các quận huyện còn lại. Dự kiến cả hai đợt, Hà Nội sẽ xét nghiệm cho 4.000 người có nguy cơ cao. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra mới đây tại Hà Nội, đại diện Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang đàm phán với nhiều nhà sản xuất vaccine COVID-19 như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Gamaleya, Sputnik V, để có thể tiếp cận với tất cả các nguồn cung ứng vaccine nhằm triển khai nhanh nhất việc mở rộng phạm vi sử dụng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, đảm bảo vaccine là bước chuẩn bị cho hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, chính sách cụ thể liên quan đến hộ chiếu vaccine phải căn cứ vào những đánh giá tiếp theo về tính an toàn, khả năng miễn dịch của từng loại vaccine và ở từng nước. Từ đó có cơ chế phù hợp trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ mục tiêu kép nhưng phải đảm bảo an toàn. Về thông tin xảy ra một số phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca ở một số nước châu Âu, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế đã nghe báo cáo và phân tích của đơn vị triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, các chuyên gia nhà khoa học, theo đó chưa tìm ra sự liên quan giữa những sự cố nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Một số trường hợp đang tiếp tục nghiên cứu. Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Ở thời điểm này, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Sau khi nới lỏng lệnh cách ly và giãn cách xã hội, người dân Hưng Yên đã trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng COVID-19 đã khiến cuộc sống của chúng ta khác trước rất nhiều. Ngày 1 tháng 2 âm lịch, tại các đền chùa lớn trong tỉnh như Đền Mẫu, Đền Trần, Bà Chúa Kho, Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, Chùa Phúc Lâm, Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, khá đông Phật tử và du khách thập phương tới dâng lễ, thắp hương, chiêm bái. Hầu hết các du khách đều có ý thức phòng dịch. Công tác phòng chống dịch COVID cũng được các nhà chùa và ban quản lý khu di tích chú trọng thực hiện. Sau một thời gian dài thực hiện lệnh giãn cách xã hội và đóng cửa các đền, chùa, di tích, hôm nay bà Nguyễn Thị Thoa cùng gia đình và bạn bè vui mừng khi được trở lại chùa Phúc Lâm Tiên Quán vãng cảnh và cầu bình an, một thói quen thường xuyên trong những ngày đầu tháng. Bà Thoa cùng các thành viên trong đoàn vẫn luôn có ý thức phòng dịch, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Đầu tiên là tôi khai báo y tế, sau đó thì đo thân nhiệt và sát khuẩn tay rồi đi vào lễ. Nên phải làm như thế, tại vì không những là bảo vệ sức khỏe cho chính mình mà còn bảo vệ cho tất cả mọi người dân. Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến cũng đã tăng cường người để phục vụ tại các di tích. Trong thời gian mở cửa thì cũng yêu cầu khách tham quan khi vào di tích thì thực hiện theo đúng 5K mà Bộ Y tế yêu cầu. Từ ngày 4 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép mở cửa trở lại các quán cà phê, giải khát và nhà hàng kinh doanh ăn uống
với điều kiện phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các nhà hàng ở thành phố Hưng Yên từ khi mở cửa trở lại đến nay, lượng khách ít hơn nhiều so với thời điểm không có dịch. Tuy vậy, các nhà hàng cũng đã thực hiện nghiêm việc lập danh sách khách hàng đến ăn và đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Nhà hàng sắp xếp khách ngồi giãn khoảng cách và lưu lại thông tin của khách hàng về địa chỉ, số điện thoại. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn tỉnh, ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 450 về việc tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Hiện nay, trừ dịch vụ karaoke, quán game, internet thì các hoạt động kinh doanh dịch vụ, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội cần thiết đã được phép tổ chức. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, thì bình thường mới nghĩa là vừa phải sống chung với dịch bệnh, vừa phải nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Hàng loạt cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đã đón sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết kéo dài do dịch bệnh COVID-19. Các trường cũng đã chủ động xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch, đồng thời điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy, học và thực hành. Những ngày đầu tiên trở lại trường, tất cả sinh viên trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội phải thực hiện sát khuẩn, khai báo y tế nghiêm túc. 100% học sinh khi vào trường và trong giờ học đều phải đeo khẩu trang. Việc phòng dịch nghiêm ngặt cũng được các trường tái kích hoạt. Các bình sát khuẩn cũng được đặt ở tất cả các cổng vào trường, xưởng, hành lang lớp học để sau mỗi lần thực hành, học sinh có thể rửa tay ngay. Thực hiện cái công tác đo nhiệt độ, khử khuẩn đối với toàn thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường khi bắt đầu vào làm việc tại nhà trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất và đảm bảo các em học sinh có một cái tâm thế an toàn nhất khi quay lại trở học tập tại nhà trường. Do đặc thù khối giáo dục nghề nghiệp với thời lượng thực hành lên tới 70%, nên khi nhập học trở lại, sinh viên tại Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản đã được dạy trong thời gian học online, sau đó đi vào hướng dẫn thực hành ngay tại xưởng. Đối với những môn đã học xong, giáo viên sẽ cho học sinh, sinh viên ôn tập và kiểm tra để đảm bảo tiến độ. Là kết hợp một số các cái phần mềm thiết kế đồ họa thì các em có thể là tự thiết kế và tự lập trình gia công. Với những kinh nghiệm phòng chống dịch từ năm trước đã giúp nhiều trường nghề chủ động kết hợp linh hoạt giữa học trực tuyến và thực hành nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và đầu ra cho sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra mới đây, đại diện Bộ Công Thương khẳng định Bộ sẽ chủ động ứng phó với dịch bệnh, ngành sẽ tập trung ổn định cung cầu, giá cả, lưu thông hàng hóa. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, 2 tháng đầu năm, các ngành chức năng và các địa phương đã chủ động ứng phó từng bước ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa. Cụ thể, sản xuất công nghiệp sau 2 tháng đầu năm tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại 2 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 1,64 tỷ đô la Mỹ. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, từ nay cho đến cuối năm, Bộ sẽ chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực quản lý. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Vai trò và vị thế của kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định và thể hiện rõ nét thông qua những đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, chiếm từ 42 đến 43% GDP và thu hút 85% lực lượng lao động trong nền kinh tế. Hàng loạt những quyết sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng phát triển của khu vực này còn nhiều hạn chế ở các khía cạnh như năng suất, ứng dụng khoa học và công nghệ, trình độ quản trị doanh nghiệp và tính liên kết giữa các doanh nghiệp. Trong khi đó, hệ thống cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tư nhân còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ và chưa sát với thực tế. Môi trường đầu tư và kinh doanh còn nhiều rủi ro, thiếu minh bạch, vẫn còn bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực phát triển. Tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý nhà nước đã đề xuất hệ thống giải pháp đổi mới toàn diện quản lý nhà nước, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thực sự tạo động lực mới cho đồng bằng sông Cửu Long. Lần đầu tiên, vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước được quy hoạch với điểm nhấn là Thuận Thiên để phát triển. Nước mặn cũng được coi là tài nguyên. Sau 3 năm nghị quyết đi vào cuộc sống, việc tận dụng tài nguyên sẵn có để phát triển đã đạt được những kết quả tích cực, điển hình là lúa gạo.
Vụ đông xuân này, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long được thu mua từ 6.000 đồng đến 10.000 đồng một cân. Liên tiếp 3 vụ lúa của năm 2020 và vụ đầu tiên của năm mới 2021 này, giá lúa luôn ổn định ở mức cao. Đáng nói là không chỉ được giá mà năng suất lúa cũng cao hơn trước rất nhiều. Một hectare ngày xưa làm khoảng chừng là 6-7 tấn gì hả? Mà bây giờ là một hectare là ở chỗ nó 8-9 tấn như vậy đó. Rồi nó hơn sản lượng hơn giá nữa thì ở chỗ là tốt quá trời. Đây là kết quả từ việc chuyển đổi luân canh tôm lúa bền vững với diện tích lên đến gần 200.000 hectare. Nhiều nơi đã không còn cấy 3 vụ lúa mà chuyển sang luân canh tôm lúa. Trong đó mùa hạn mặn thì nuôi tôm. Tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ đã xuất hiện các mô hình lúa thơm, tôm sạch. Cùng với việc chuyển đổi để thích ứng, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 3 năm qua cũng được đầu tư bài bản các công trình ứng phó biến đổi khí hậu như cống cái lớn cái bé, cống Ninh Quới, các công trình ngọt hóa Bến Tre, v.v. Nhờ vậy mà thiệt hại không đáng kể, dù hạn mặn vẫn khốc liệt. Sóc Trăng thì khi mà đánh giá về sản xuất nông nghiệp thì chúng ta đã biết là một trong 7 tỉnh mà khi mà hạn hán xâm nhập mặn là nặng nề nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Chịu tác động bởi là hạn xâm nhập mặn của hai cái hướng. Cái hướng Tây thì cơ bản bây giờ Bộ Nông nghiệp đã có cái Âu Thuyền Ninh Quới rồi, đã khống chế được cái nước mặn từ cái hướng Tây về đây thì cơ bản chúng tôi đỡ một phần. Ngã Năm đây là một trong những huyện mà thị xã thời gian trước đây là rất lo lắng cho các cái vụ, nhất là cái vụ đông xuân này. Nhưng mà năm nay khi Âu Thuyền Ninh Quới vận hành rồi thì cơ bản ngăn được cái mặn từ cái Bạc Liêu lên thì chúng tôi rất là an tâm. Rõ ràng nghị quyết 120 đã và đang thúc đẩy đồng bằng sông Cửu Long chuyển mình tích cực với việc thay đổi tư duy sản xuất, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế. Cái mà quan trọng nhất đấy là câu chuyện mà thay đổi mặt tư duy. Và khi những cái chỉ đạo, định hướng đúng đắn đấy giúp thay đổi tư duy đấy thì nó kéo theo được rất nhiều những cái kết quả tích cực. Chúng tôi tính toán thì trong khoảng 3 năm từ 2017 đến nay thì là tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long thì được khoảng 3,7, xấp xỉ 3,5%. Cái mức độ tăng trưởng tương đối ổn định. Trong khi đó thì của cả nước thì được khoảng 2,8%. Thách thức từ biến đổi khí hậu sẽ vẫn còn tiếp diễn, trong đó sạt lở và xâm nhập mặn vẫn khó lường. Vì thế bên cạnh những giải pháp thích ứng thì giai đoạn tới, việc đầu tư những công trình kiểm soát mặn ngọt cần tiếp tục được ưu tiên để vựa lúa, thủy sản và trái cây của cả nước phát triển hết tiềm năng thế mạnh. Thưa quý vị và các bạn, canh tác trong nhà lưới không chỉ hạn chế sâu bệnh trên cây trồng mà từ hình thức này có thể giúp người nông dân chủ động nguồn nước tưới hiệu quả, đồng thời nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, nhất là trong thời điểm mùa khô. Ở huyện Cát Tiên, bước đầu hình thức này đang được bà con nông dân trên địa bàn huyện triển khai khá hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những thời điểm mùa khô trước đây, gia đình bà Đồng Thị Lan, xã Tà Viễn, huyện Cát Tiên không thể sản xuất được do thiếu nguồn nước tưới. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang canh tác mô hình trồng sau trong nhà lưới, gia đình bà Lan có thể sản xuất dễ dàng. Không chỉ chống được sâu bệnh hại trên cây trồng, mô hình sản xuất trong nhà lưới này còn tiết kiệm nguồn nước rất lớn, đồng thời tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Không có nhà lưới là xấu nan hết, thật là không đủ công làm đâu, nhưng mà từ ngày có cái nhà lưới này là công làm rau là nó cũng đạt được, cũng được. Thứ như vậy là đỡ với lại nắng nôi, thứ là mình cũng làm được rồi, rồi viện đầu tư cái mô hình này là tôi thấy là cảm thấy là nói chung là nó cũng hiệu quả nó kinh tế thôi, với lại lúa thóc thì nói chung là nó cũng hơn. Đến nay địa phương đã phát triển được hàng chục hecta mô hình trồng rau lớn nhỏ trong nhà lưới, tập trung tại các xã Tà Viễn, Đức Phổ, Phước Cát và Quảng Ngãi. Theo một số hộ dân cho biết, từ khi áp dụng mô hình sản xuất trong nhà lưới, nhiều diện tích sản xuất trước đây không thể canh tác được, nay có thể sản xuất dễ dàng quanh năm mà không phụ thuộc quá nhiều vào nước tưới. Tôi nghĩ là cái mô hình này rất phù hợp, tại vì Đức Phổ là nói riêng và huyện Cát Tiên nói chung là cái mô hình rau đang phát triển rất mạnh, nên là những cái mô hình này đang người dân rất nhu cầu. Nhiều người hộ dân mà đang ở đây cũng đang có cái học hỏi và đang cũng đang có cái hướng để làm cái nhà lưới thế này tự phát. Cùng với các biện pháp chủ động nguồn nước trong sản xuất, những mô hình này thực sự đã và đang mà lại hiệu quả khá tích cực, giúp cho người nông dân yên tâm chủ động nguồn nước trong sản xuất, nâng cao giá trị của ngành nông nghiệp địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình với những thông tin đáng chú ý khác.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa triệu tập một thanh niên 26 tuổi ở huyện Phúc Thọ đang tạm trú tại quận Cầu Giấy Hà Nội để làm rõ về hành vi điều khiển xe máy phân khối lớn di chuyển với tốc độ gần 300 km/h trên đại lộ Thăng Long. Tài xế điều khiển mô tô phân khối lớn biển kiểm soát 88LD900.99 đã vi phạm các lỗi đi vào đường cao tốc, chạy quá tốc độ quy định, không có giấy phép lái xe theo quy định. Tổng mức phạt là 10,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe và tạm giữ xe 7 ngày. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đang điều khiển mô tô Honda phân khối lớn di chuyển với tốc độ gần 300 km/h trên đại lộ Thăng Long. Đây là mức tốc độ gấp 3 lần giới hạn tối đa của cung đường này, vốn chỉ là 100 km/h tại làn trong cùng. Không những thế, đại lộ Thăng Long cũng chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông, tuyệt đối cấm xe máy và xe thô sơ. Tại cơ quan công an, tài xế này cho biết sau khi đọc trên báo chí về hành vi của mình, đã nhận thức được sai trái nên chủ động tới trụ sở đội cảnh sát giao thông số 11 làm việc. Cục Quản lý Thị trường Bắc Giang vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xử lý vụ vận chuyển và tàng trữ hàng triệu tấm tế bào quang điện là thành phần chính cấu tạo nên tấm pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang, ước tính tổng trị giá hàng hóa khoảng trên 100 tỷ đồng. Một triệu tấm tế bào quang điện được vận chuyển trên hai xe ô tô là của công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Solar Technology, khu công nghiệp Đình Chám, Việt Yên, Bắc Giang. Tại kho hàng, đoàn kiểm tra phát hiện thêm gần 5,2 triệu tấm tế bào quang điện, gần 228.000 tấm silicon chưa gia cố, trên 23 tấn dung dịch nhôm, gần 4 tấn dung dịch bạc, ước tính tổng giá trị hàng hóa khoảng trên 100 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ có dấu hiệu về việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ đối tượng mua bán 3 bánh heroin. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang đối tượng Bùi Như Hùng, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khi đối tượng đang cất giấu 3 bánh heroin có khối lượng hơn 1.000 gram và 385 viên hồng phiến có khối lượng 36,76 gram trong ba lô của mình tại một nhà nghỉ ở phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là kết quả quá trình điều tra phá án từ tháng 2 năm 2021, khi các trinh sát phát hiện đối tượng có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Thái Nguyên để tiêu thụ. Hiện lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện đề án của Bộ Công an về việc cấp thẻ căn cước có gắn chip cho công dân, hiện nay công an các tỉnh thành đang gấp rút huy động lực lượng làm ngày đêm, phấn đấu đến ngày 1 tháng 7 tới sẽ cấp cho khoảng 50 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Mục tiêu đặt ra là hết sức khẩn trương và thời hạn hoàn thành mục tiêu này thì không còn nhiều. Do vậy, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương đang phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với các tổ cấp căn cước lưu động, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bố trí cán bộ đưa thiết bị máy móc xuống các trường trung học cơ sở trên địa bàn để cấp căn cước cho đối tượng là học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên. Không chỉ vậy, những người dân trên địa bàn cũng được phục vụ mà không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Tôi đến đây thì cũng là thuận tiện, đi lên trên kia thì nó cũng xa mà nó phải chờ vất vả. Thì tôi rất cảm ơn các cán bộ, đồng chí công an và đến đây để chúng tôi là người dân đến để nó rất là tiện lợi và không phải mất thời gian đi lại. Tại trụ sở công an huyện Thanh Trì, hoạt động cấp căn cước mới cũng được diễn ra đồng thời với hoạt động của các tổ cấp lưu động. Tất cả những người đến đây đều được phục vụ tận tình với thời gian nhanh nhất. Cùng với các cán bộ làm công tác quản lý hành chính, Công an huyện Thanh Trì còn huy động tăng cường thêm các đội nghiệp vụ khác của huyện vào phục vụ công tác này. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cán bộ chiến sĩ huy động làm 3 ca công tác sáng từ 7 giờ và cho đến tối. Với tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà cấp căn cước công dân để phục vụ nhân dân. Tại Hà Nội sẽ có khoảng 6 triệu công dân từ 14 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp căn cước công dân có gắn chip và tiến tới thay đổi hoàn toàn loại căn cước công dân 9 số và 12 số hiện đang lưu hành. Bộ Công an phấn đấu đến cuối tháng 6 năm nay cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân mới có gắn chip trên phạm vi toàn quốc. Do lượng công việc rất lớn nên khiến nhịp sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ công an có phần thay đổi nhiều. Những giờ làm đêm diễn ra thường xuyên hơn. Những bữa ăn cũng trở nên vội vã hơn, song tất cả vẫn không quản ngại, làm việc với tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.